kính thưa ban giám đốc đài phố bô sa TV và kính thưa khán thính giả đồng hương Việt Nam đang cư ngụ rải rác đó đây trên đất nước Mỹ và trên toàn thế giới kính thưa quý vị theo phong tục tập quán lâu đời của người Việt Nam chúng ta ở trong nước từ thành phố cho đến thôn quê hãy đến tết năm mới đầu xuân thì có tập tục hái lộc cầu phước cầu may cầu an với niềm hy vọng suốt năm mới ông bà tổ tiên trời phật hộ trì cho tai qua nạn khỏi may mắn hành thông làm ăn phát đạt nhưng thưa quý vị trên thực tế cầu xin thì nhiều hy vọng cũng lắm nhưng chẳng nhận được bao nhiêu và rồi cứ thế trên thực tế thì không thấy may mà lại thấy họa dẫn đến than thân trách phận rất tiếc người việt nam chúng ta không chịu tìm một giải pháp để nhận được phước không có dịp tìm câu trả lời và cứ thế chấp nhận cho số phận để đưa kính thưa quý vị khán thính giả nhân dịp ngày đầu xuân năm quý mão thay cho tổng hội tên lành việt nam hải ngoại cùng hộ thánh tại địa phương mang tên là hội thánh tình thương tại westminster xin kính chúc quý khán thính giả một năm mới quý mão tràn đầy ơn phước thiên chúa ban cho nhất là được bình an mạnh khỏe cuộc sống thật ý nghĩa từ đầu năm cho đến cuối năm nhân cội này để kỷ niệm đầu năm quý mão chúng tôi trân trọng kính mời quý thân hữu đồng hương đến tham dự lễ thờ phượng đầu năm cùng tiệc mừng với chúng tôi hy vọng quý vị sẽ nhận được ý nghĩa của hạnh phúc đầu năm vào lúc hai giờ ba mươi chiều chúa nhật ngày hai mươi hai tức là chủ nhật này đây tháng 1 năm 2023 tức là mùng 1 Tết năm Quý Mão địa điểm ở tại hội thánh tinh lành tình thương 7702 Westminster Boulevard Westminster California 92683 nếu quý vị muốn điện thoại để được chỉ dẫn thì xin gọi số 206 920 88 40 Trân trọng kính mời quý vị Mục sư Hồ Hiếu Hạ, hội trưởng